Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, ra lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng. Các đối tượng cùng trú tại thành phố Long Xuyên. Các đối tượng bị tạm giam gồm Hồ Bình An, Võ Hoàng Tuấn Anh, Lâm Thị Bích Tuyền cùng về tội tổ chức đánh bạc, Nguyễn Chí Cường, Nguyễn Hoàng Giang, Lương Thị Thúy Hà, Hồ Lê Linh Phượng và Lê Thị Nga cùng về tội đánh bạc. Quá trình điều tra xác định, chiều ngày 12 tháng 8 năm 2024, trong lúc An, Tuấn Anh và Tuyền tổ chức cho các đối tượng sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại một căn nhà thuộc tổ 5 khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Long Xuyên kết hợp Công an phường Mỹ Hòa và các đội nghiệp vụ Công an thành phố bất ngờ ập vào bắt quả tang 21 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tang vật thu trên chiếu bạc gồm 7 triệu đồng tiền mặt, 10 bộ bài tây loại 52 lá cùng nhiều tang vật liên quan. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ trên người các đối tượng 19 điện thoại di động các loại và trên 220 triệu đồng.